Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, chiều ngày thứ năm ngày 7 tháng 9 năm 2017, hơn 1 triệu tín hữu đã tham dự thánh lễ đầu tiên do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại thủ đô Bogota trong chuyến viếng thăm của ngài tại Colombia. Thánh lễ này là biến cố đông đảo nhất trong ngày hoạt động đầu tiên của Đức Thánh Cha tại thủ đô của Colombia. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Rick Bocke cho biết số người đến tham dự lễ là hơn 1 triệu người. Họ đứng đầy công viên và tràn ra các đường bên ngoài, tham dự thánh lễ qua các màn hình khổng lồ. Trong số các tín hữu hiện diện cũng có các nhóm trẻ em khuyết tật và những em gặp khó khăn. Đặc biệt, Tổng thống Manuel Santos và phu nhân cùng với nhiều quan chức chính quyền cũng có mặt tại buổi lễ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 200 giám mục Colombia và quốc tế, cùng với hàng ngàn linh mục. Thánh lễ có chủ đề là những người xây dựng hòa bình, thăng tiến sự sống. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dựa vào bài tin mừng theo Thánh Luca đoạn 5 câu 1 đến câu 11, thuật lại sự tích Thánh Phêrô và các bạn ngư phủ vất vả cả đêm mà không bắt được con cá nào. Nhưng nghe lời Chúa Giêsu, ông đã thả lưới và bắt được mẻ cá lạ lùng. Cá nhiều đến độ, các ông phải gọi những người chài từ các thuyền khác đến giúp. Sau biến cố này, Phêrô đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Từ những chi tiết trong bài phúc âm, Đức Thánh Cha đã áp dụng vào hoàn cảnh của Colombia và nói rằng: Colombia peregrina una inmensa comunidad que está llamada a convertirse en una red vigorosa. Ở đây cũng như những nơi khác trên thế giới, có những bóng đen dày đặc đe dọa và phá hủy sự sống, bóng đen bất công và chênh lệch xã hội, bóng đen thối nát vì những tư lợi bản thân hoặc phe phái, tiêu thụ một cách ích kỷ và vô độ những gì vốn được để dành mưu an sinh cho tất cả mọi người. Những bóng đèn cho sự thiếu tôn trọng sự sống con người, đốn ngã hàng ngày cuộc sống của bao nhiêu người vô tội và máu họ kêu thấu tới trời. Những bóng đèn do sự khao khát báo thù và oán hận, làm vấy máu những bàn tay của những kẻ tự mình thi hành công lý. Những bóng đèn của những kẻ không còn nhạy cảm trước đau khổ của bao nhiêu nạn nhân. Tất cả những bóng đen đó, Chúa Giêsu đã phá tan và hủy diệt chúng với mệnh lệnh Ngài truyền cho Phêrô: hãy ra khơi. Trích Luca đoạn 5 câu 4. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng chúng ta không thể đi vào những cuộc tranh luận vô tận, kiểm điểm những toan tính đã thất bại và liệt kê những cố gắng chẳng dẫn tới đâu. Như Phêrô, chúng ta biết thế nào là kinh nghiệm làm việc mà không có kết quả nào. Cả đất nước này cũng biết thực tại ấy, khi mà trong thời kỳ 6 năm, ban đầu đã có 16 vị tổng thống và đã trả giá đắt đỏ vì sự chia rẽ của mình. Cả giáo hội ở Colombia cũng trải qua kinh nghiệm về bao nhiêu dấn thân mục vụ vô ích và không kết quả. Nhưng như Phêrô, chúng ta có khả năng tín thác nơi Thầy. Lời của Ngài khơi dậy thành công phong phú, thậm chí cả những nơi mà nghịch cảnh bóng đen của con người làm cho bao nhiêu cố gắng vất vả không có kết quả. Phêrô là người nhất quyết đón nhận lời mời của Chúa Giêsu, bỏ mọi sự mà theo Chúa, để biến thành một ngư phủ mới với sứ mạng dẫn dắt anh em mình về nước Thiên Chúa, nơi mà sự sống được sung mãn và hạnh phúc. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi dân chúng tại Bogota và Colombia noi gương Thánh Phêrô ra khơi, thả lưới. Ngài nói, tại Bogota và Colombia này, đang có một cộng đoàn vô biên đang tiến hành. Họ được mời gọi trở thành một mạng lưới vững chắc, gồm tóm tất cả trong tình hiệp nhất, làm việc để bảo vệ và chăm sóc sự sống con người, đặc biệt là sự sống mong manh và dễ bị tổn thương nhất, sự sống trong lòng mẹ, trong thời thơ ấu, trong tuổi già, trong tình cảnh khuyết tật và trong những tình trạng ở ngoài lề xã hội. Cộng đoàn đông đảo dân chúng sống ở Bogota và Colombia cũng có thể trở thành những cộng đoàn đích thực, sinh động, công chính và huynh đệ nếu họ lắng nghe và đón nhận lời Chúa. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói,
như những ngư phủ, chúng ta cần phải gọi nhau, gửi những tín hiệu cho nhau, tái coi nhau như anh em, như những người đồng hành, như những người cùng phục vụ một công trình chung là Tổ quốc. Đồng thời, Bogota và Colombia là bờ hồ, là biển khơi, là những thành thị Chúa Giêsu đã và đang đi qua để cống hiến sự hiện diện và lời phong phú của Ngài, để dẫn chúng ta ra khỏi bóng đen và đưa chúng ta đến ánh sáng sự sống. Tất cả hãy gọi nhau để không một ai còn bị bỏ mặc cho bão tố. Đưa tất cả các gia đình lên thuyền như cung thánh của sự sống, dành chỗ cho công ích, vượt lên trên những lợi lộc nhỏ nhen hoặc phe phái, đảm trách những người yếu thế nhất bằng cách thăng tiến các quyền lợi của họ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, như Ngài đã làm với Simon, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta hãy ra khơi. Ngài thúc đẩy chúng ta chia sẻ rủi ro, từ bỏ những ích kỷ của mình và đi theo Chúa, từ bỏ những sợ hãi không đến từ Thiên Chúa. Chúng làm cho chúng ta bị tê liệt và trì hoãn mệnh lệnh cấp thiết là trở thành những người xây dựng hòa bình, thăng tiến sự sống. Después de haber escuchado las palabras del Santo Padre, meditemos brevemente en silencio. Trong lời cảm ơn Đức Thánh Cha cuối lễ, Đức Hồng Y. Rubén Salazar, Tổng Giám mục Bogota, cũng nói đến những cuộc tấn công chết chóc từ lâu vây bủa Colombia. Như thói quen, Đức Thánh Cha đã tặng cho nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Bogota một chén lễ quý giá. Và khi Ngài từ công viên Simón Bolívar về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 6 cây số, dọc đường cũng có rất đông các tín hữu đứng hai bên đường để chào đón Ngài. Trong khi đó, thành phố cho bắn pháo bông để chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trước tòa sứ thần, Ngài đã chào thăm một nhóm các trẻ em, người già và cả những người khuyết tật. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.